cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói bình an cho anh em. Nói xong người cho các ông xem tay và cảnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em. Nói xong người thổi hơi vào các ông và bảo anh em hãy luyện lấy thánh thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đó là lời Chúa. Xin kính chào tất cả anh chị em À, chúng ta bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe ngày hôm nay đó là bài tin mừng trong lễ ngũ tuần hay chúng ta thường gọi là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Một cách nào đó là sự kết thúc của mùa phục sinh và chúng ta bắt đầu các mùa thường niên. Thì chúng ta đã biết lễ Chúa Thánh Thần uh, cũng là ngày lễ khai sinh ra giáo hội. Hay nói đúng hơn đó là ngày sinh nhật của giáo hội mẹ của chúng ta. Mời thưa anh chị em, bài tin mừng theo Thánh Do An ngày hôm nay đã tường thuật cho việc chúng ta thấy việc Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa các môn đệ trong khi các ông đang sợ hãi, trốn tránh trong phòng được đóng kín. Và khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, Ngài đã ban bình an cho các môn đệ. Ngài không chỉ ban bình an cho các môn đệ một lần, và ngài ban bình an cho các môn đệ tới hai lần và ngài còn thổi hơi vào các môn đệ và ban thánh thần của ngài xuống trên các môn đệ và sai các ông đi ra đi để mà tha tội cho tất cả những ai cần được ơn tha thứ của Chúa. Vâng, thưa anh chị em, việc Truy Xu xuất hiện giữa các môn đệ khi các cửa phòng đều đóng kín để cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu là đấng quyền năng, Chúa Giêsu phục sinh là đấng quyền năng, không có gì có thể ngăn cản được Chúa Giêsu bước vào trong cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu ngày hôm nay ngài đã thổi hơi lên các môn đệ. Khi động từ mà Thánh Gioan sử dụng ngày hôm nay, việc Chúa Giêsu thổi hơi vào các môn đệ, trước hết nhắc nhở cho chúng ta trên giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu, Ngài đã chút hơi thở cuối cùng trên cây thập giá. Cái việc Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng trên cây thập giá không chỉ nói cho chúng ta rằng Chúa Giêsu đã thực sự qua đời, thực sự tạ thế, nhưng Chúa Giêsu cũng đồng thời ban thánh thần của Ngài xuống trên hội thánh. Và cụ thể ở đây đó là Đức Mẹ Maria và các môn đệ đang đứng dưới chân thập giá, Chúa Jesus chút hơi thở cuối cùng lên mẹ Maria và các môn đệ là một cách biểu hiện Chúa ban thần khí của Ngài xuống trên giáo hội. Ngày hôm nay, Chúa Jesus cũng ban thần khí của Ngài trên các môn đệ. Các môn đệ đang sống trong sự sợ hãi, sống trong sự lo sợ, giống như các bánh xương khô trong sa mạc khi trong sách Ezekiel được thần khí của Thiên Chúa nhập vào thì đã được tái sinh. Chúa Giêsu ngày hôm nay ngài đã thực hiện một cái cuộc tái tạo mới, thực hiện một cuộc đổi mới cho cuộc đời các môn đệ. Vâng thưa anh chị em, Chúa Thánh Thần là đấng có vai trò rất quan trọng trong đời sống của các môn đệ cũng như đời sống của mỗi người chúng ta. Thế nhưng mà rất thông thường chúng ta thường hay quên Chúa Thánh Thần. Người ta thường gọi Chúa Thánh Thần đó là một vị Thiên Chúa bị lãng quên. Chúng ta thường nhớ đến Chúa Thánh Jesus và cầu xin lên Chúa Cha. Nhưng chúng ta ít khi nhớ đến Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta. Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa trong cuộc đời của chúng ta, là đấng biến đổi trong cuộc đời của chúng ta. Như chúng ta đã thấy, các môn đệ đã sống cùng với Chúa Giêsu trong suốt 3 năm. Đã từng nghe Chúa Giêsu đạo giảng, thế nhưng trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu thì tất cả các môn đệ đề đều chạy trốn. Người thì bỏ Chúa, người thì chối Chúa, thậm chí có người còn bán Chúa. Và kể cả khi Chúa Giêsu đã sống lại, thế nhưng mà các môn đệ vẫn bỏ đi về quê nhà của mình như hai môn đệ trên đường đi heo mau. Nhưng mà chúng ta thấy rằng sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống thì các môn đệ đã được đầy tràn sức sống mới. Các ông đã ra đi khắp nơi để giao giảng tin mừng. Một phê rô chỉ là một người đánh cá thông thường nhưng mà trong một cái bài giảng đầu tiên qua tác động của Chúa Thánh Thần đã có tới trên ba 000 người tin theo Chúa và chịu phép rửa Suy gẫm trong cuộc đời của Chúa Jesus thì chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy cũng vậy. Trong suốt 30 năm đầu tiên trong cuộc đời của Ngài, Jesus sống tại làng quê Nazareth, một cuộc sống ẩn dật cũng như bao nhiêu những thiếu niên, những thanh niên khác. Và chỉ sau khi Jesus chịu chắc vừa tại sông Giô-đan, khi Thánh Thần hiện ra và có tiếng Chúa Cha đã phán đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Chỉ khi Thánh Thần hiện xuống và sự xác nhận của Chúa Cha, Chúa mới bắt đầu sứ vụ công khai của Ngài. Và chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, thì vẹn vẹn có 3 năm mà thôi. Và chúng ta thấy rằng giáo hội của Chúa ngày hôm nay đã trải rộng trên khắp năm châu bốn bể đến tận cùng của trái đất. Nhiều người trong chúng ta cũng có thể đã nhận được giá trị và tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta. Nhưng nhiều lúc chúng ta tự hỏi rằng, không biết rằng chúng ta đã nhận Chúa Thánh Thần từ khi nào và lúc nào. Vâng thưa anh chị em, chúng ta đã được bàn tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần mà đôi khi chúng ta không biết. Chúng ta, khi chúng ta chịu bí tích thánh tẩy, Chúa đã ban cho chúng ta nguồn ơn thánh thần tuôn đổ vào trong tâm hồn của chúng ta, giống như dòng nước tuôn đổ đổ trên chán trên đầu của chúng ta, thì ân sủng của Chúa thánh thần cũng tuôn đổ trên chúng ta. Khi vị thừa tác viên của Hội Thánh Chúa đọc lời rửa tội, tôi rửa tội cho anh nhân danh Cha và Con và thánh thần. Tất cả chúng ta đã được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trong khi chúng ta rửa tội. Và hơn như thế nữa, chúng ta đã được sức giàu thánh hiến để trở thành những vị tư tế, những vị ngộ, vương đế và ngôn sứ của Chúa Giêsu trong bí tích hòa giải mà chúng ta đánh lãnh nhận. Sau khi chúng ta đã xưng thú tất cả những tội lỗi của chúng ta và đọc kinh ăn năn tội, thì vị linh mục thường hay đọc lạy chúa là cha hay thường xót chúa đã dùng cái chết và sự sống của con chúa mà giao hòa thế gian và ban thánh thần để tha tội mong vâng cho anh chị em như ngày hôm nay truy sư đã thổi hơi lên các môn đệ và ban thánh thần cho các môn đệ để các ông được ban ơn tha tội thì mỗi khi chúng ta lãnh nhận bí tích hòa giải chúng ta lại một lần nữa được nhãn nhận thánh thần. Một bí tích khác cũng được gọi là một bí tích chị em hay là anh em của bí tích hòa giải, đó là bí tích sức dầu. Khi vị linh mục sức dầu lên chán, lên tay, lên cơ thể của các bệnh nhân, thì các vị linh mục thường đọc, nhờ việc sức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn thánh thần mà giúp đỡ ông bà anh chị em để người giải thoát ông bà anh chị em khỏi tội lỗi cứu chữa và làm cho anh chị em được mau lành bệnh được mau tuyên giảm vâng thưa anh chị em ngay trong bí tích hòa giải ngay trong bí tích sức dầu chúng ta đã thấy vị linh mục đã kêu cầu danh thánh chúa thánh thần để chúng ta được ơn tha thứ để chúng ta được ơn chữa lành hơn như thế nữa trong bí tích mình và máu thánh chúa trước khi bị linh mục đọc lời truyền phép thì ngài đã cầu xin với chúa thánh thần vì thế lạy chúa chúng con này xin chúa dùng ơn chúa thánh thần mà thánh hóa của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu chúa kitô vâng thưa anh chị em chúa thánh thần đã hiện diện với chúng ta và chúa đã ban cho chúng ta tràn đầy thánh thần qua các bí tích của hội thánh chúa từ bí tích rửa tội cho đến bí tích xức dầu cho đến bí tích hôn phối và bí tích truyền chức thánh Thưa anh chị em trong bí tích truyền chức thánh sau khi vị chủ phong giám mục chủ phong đọc lời uh, nguyện thánh hiến các ứng viên thì ngài đã đặt tay lên các phó tế và mời gọi tất cả các linh mục đoàn để bước lên để mà đặt tay lên các phó tế. Nó không chỉ nói lên sự hiệp thông của các ứng viên vợ phương của hàng giám mục, linh mục lên với Đức Thánh Cha, nhưng nó cũng biểu hiện ơn Chúa Thánh Thần xuống trên tất cả những ứng viên đó. Vì vậy cho nên, thưa anh chị em, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy một lần nữa tái khám phá lại những ơn mà Chúa đã ban cho chúng ta qua những bí tích trong hội thánh. Còn rất là nhiều ơn khác, tất cả những gì mà tôi mới chia sẻ cho anh chị em mới là chính cái điểm khởi đầu mà những ơn của Chúa Thánh thần Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Thánh thần, qua bí tích của hội thánh. Nhiều người trong chúng ta từng đặt câu hỏi làm sao để chúng ta nhận ra được rằng chúng ta có được Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta có Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ sinh hoa kết trái. Giống như cái cành nho nó liên kết với cây nho, thì nó đã sinh được hoa trái. Vâng thưa anh chị em, khi chúng ta có Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta, thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ sinh hoa trái. Và những cái hoa trái đó là gì thưa anh chị em? Những cái hoa trái đó là sự bình an, sự hoan lạc, sự trông cậy, sự hiền hòa, ơn can đảm và sự tự chủ. Trong bài tin mừng ngày hôm nay như chúng ta đã thấy, Chúa Giêsu hai lần ban bình an cho các môn đệ. Lần thứ nhất, trước khi Chúa Giêsu, sau khi Chúa Giêsu ban bình an cho các môn đệ, thì Ngài đã cho các môn đệ xem chân tay và cạnh sườn người. Điều đó không chỉ cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu muốn chứng tỏ cho các môn đề rằng Ngài chính là đấng chịu đóng đinh trên cây thập giá và nay đã sống lại. Nhưng Chúa Giêsu còn muốn nhắn nhủ với các môn đề rằng Thầy ban bình an cho các con ngay khi các con đang bị đau khổ, ngay khi chúng con đang bị bách hại, ngay khi chúng ta hiện ngày hôm nay đang phải gặp rất nhiều vấn đề, ngay trong giáo hội của chúng ta cũng vậy. Nhưng khi chúng ta có Chúa Thánh thần trong đời sống thì cuộc đời của chúng ta mới có thể được bình an. Khi chia sẻ đến đây làm cho tôi nhớ đến một cái câu chuyện về một cuộc thi vẽ tranh giữa những cái rất nhiều họa sĩ khác nhau đã gửi những cái bức tranh của mình về đề tài bình an đến cho ban tổ chức. Và sau rất nhiều vòng kiểm duyệt cũng như là đánh giá thì ban tổ chức chọn ra được hai cái bức tranh. Cái bức tranh đầu tiên nó mô tả một cái thác nước đang chảy rất là hung dữ. Còn cái bức tranh thứ hai đó là mô tả một cái bầu trời rất là bình yên. Có tiếng chim hót, có mây bay. Và cuối cùng sau khi đã kiểm duyệt thì ban tổ chức đã chọn bức tranh đầu tiên đó là bức tranh có những cái dòng thác đang chảy một cách hung dữ làm thắng giải trong cái cuộc chủ đề thi về những cái bức tranh bình an và khi ban tổ chức công bố thì tất cả những khán giả trong cái phòng tổ chức đó đều cảm thấy rất là ngạc nhiên và lúc này một vị trong ban tổ chức mới nói những vị khán giả trong cái căn phòng rằng các ông bà anh chị em hãy nhìn vào trong thác nước phía sau một cái thác nước đang chảy một cách rất là hung dữ kia đó là một con chim mẹ đang chăm sóc cho những cái con chim con của mình một cách rất bình yên nên thưa anh chị em bình an mà Chúa ban cho các môn đệ ngày hôm nay không như là những cái bình an đã tạo của thế gian mang lại những bình an dựa trên quyền lực bình an dựa trên tiền bạc bình an dựa trên địa vị và danh tiếng quyền lực thì sẽ có người khác thay thế tiền bạc rồi tất cả cũng sẽ đội nón ra đi và địa vị quyền địa vị cũng như danh tiếng cũng vậy thưa anh chị em chỉ có bình an của Chúa mới thực sự tồn tại. Lần thứ hai, sau khi Chúa Giêsu ban các sau khi Chúa Giêsu ban bình an cho các môn đệ thì Ngài đã sai các môn đệ ra đi. Như Chúa Cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em. Vâng cho anh chị em, giữa những cái bộn bề của cuộc sống, giữa những cái bộn bề của công việc, nhiều lúc chúng ta bị mất phương hướng. Nhiều lúc chúng ta tự hỏi rằng những điều chúng ta đang làm này, chúng ta có thực sự làm cho Chúa hay không? Chúng ta có thực sự đi đúng con đường mà Chúa muốn mỗi người chúng ta hay không? Những lúc như vậy, chúng ta nhớ lại lời Chúa đã phán với chúng ta ngày hôm nay. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Vâng thưa anh chị em, điều đó để giúp cho chúng ta không những Gạt được sự bình an mà Chúa đã ban cho chúng ta ngày hôm nay, nhưng giúp chúng ta phản tỉnh lại nội tâm tâm hồn của chúng ta để chúng ta xác định lại mục đích sống của cuộc đời của chúng ta, mục đích của những tất cả những cái công việc mà chúng ta đang thực hiện. Nếu như thực sự những cái công việc mà chúng ta đang thực hiện đó là thánh ý của Chúa thì cho dù nó khó khăn, cho dù nó vất vả, cho dù nó có làm cho chúng ta trở nên bận bịu nhưng chúng ta vẫn được sự bình an của chúa sự bình an của chúa hoa trái của chúa thánh thần không chỉ là sự bình an nhưng cũng là niềm vui sự hoan lạc trong đời sống khi chia sẻ về niềm vui và sự hoan lạc trong đời sống khi của một người có chúa thánh thần làm tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một vị linh mục ở Tây Ban Nha vào thời cách mạng. Vào thời đó, giáo hội đang bị bách hại một cách hết sức nặng nề và rất nhiều vị linh mục bị xử bắn, bị treo cổ, bị đưa lên đàn hỏa thiêu. Một ngày kia, có vị một vị linh mục tên là Juan. Ngài bị bắt và trước khi Ngài bị xử bắn, thì ngài đã nói với những cái người uh, đội sử bắn của ngài rằng tôi có một cái đồng hồ rất quý giá từ ông nội của tôi cho tôi để cho tôi biết giờ đúng giờ để tôi dâng lễ thế nhưng mà khi tôi đã chuẩn bị sắp chết bước lên đoạn đầu đài và cái đồng hồ này nó trở thành vô ích thế nên nếu như trong tất cả các anh nếu như anh nào bắn tôi mà chính xác nhất thì tôi sẽ thưởng cho anh đó cái chiếc đồng hồ của tôi tất cả những cái người lính trong cái đội xử bắn sau khi nghe lời của vị linh mục thì họ cảm thấy rất ngạc nhiên và một cái niềm vui đã hiện lên trong tâm hồn của họ và họ đã để cho bị linh mục đã ra đi mà không phải bị xử bắn. Vâng thưa anh chị em, có rất nhiều điều khác để chúng ta có thể nói về những hoa trái của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta được đầy tràn Chúa Thánh Thần trong tâm hồn, thì chúng ta sẽ sinh hoa kết trái trong đời sống của chúng ta. Một cái câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta cũng đặt ra là làm sao để chúng ta có thể đón nhận được Chúa Thánh Thần vào trong đời sống của chúng ta. Thì đã chia sẻ với anh chị em, chúng ta đã được đón nhận Chúa Thánh Thần vào trong đời sống của chúng ta rồi. Mỗi lần chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, đó là lúc mà chúng ta cần phải để cho Chúa Thánh Thần hoạt động tiếp tục hoạt động trong đời sống của chúng ta. Nhưng cũng đồng thời lại giúp cho chúng ta nhận ra được đâu là những cái tội lỗi của chúng ta. Vâng thưa anh chị em, có thể nói rằng tội lỗi của chúng ta đó là những cái rào cản lớn nhất mà làm ngăn cản Chúa Thánh Thần vào trong đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên để chúng ta có thể đón nhận được Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng cần phải biết xưng thú những cái tội lỗi của chúng ta. Chúng ta hãy tìm những cái khoảng thời gian để chúng ta ăn năn sám hối những tội lỗi của chúng ta. Để gạt bỏ đi những cái rào cản trong tâm hồn của chúng ta, những cái khúc mắc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và ở Hàn Quốc vào ngày hôm nay có rất là nhiều người tin theo đạo Công giáo. Và trong một cái cuộc phỏng vấn thì một uh, người đã đặt ra một cái câu hỏi cho những cái người mới theo đạo công giáo. Cái câu hỏi rất là đơn giản: "Đâu là những cái lý do giúp ông bà, anh chị em đã xin trở lại đạo công giáo?" Thì rất nhiều người trong số họ nói rằng Chúng tôi không thấy có cái một cái tôn giáo nào mà giống như đạo công giáo cả. Trong tất cả những cái tôn giáo khác đều dạy con người ta biết ăn ngay ở lành, từ bi, bác ái, vân vân và vân vân. Thậm chí dạy cho chúng người ta biết ăn chay để mà thanh tẩy tâm hồn. Và họ cũng có cái nghi thức cầu nguyện vân vân và vân vân nhưng mà chỉ có duy nhất đạo trong đạo công giáo mới có quyền tha tội cho một người nhân danh thiên chúa vâng thưa anh chị em rất nhiều những anh chị em phật giáo họ có một cái tinh thần rất là đơn sơ và nhạy cảm đối với tội lỗi thế nhưng là họ không có được cái ơn như tất cả mỗi người chúng ta nên rất nhiều những anh em trong phật giáo họ sống cả một cái cuộc đời rất là dằn vặt và đau khổ vì những cái tội lỗi của họ thế nhưng chúng ta thấy rằng họ công giáo của chúng ta đã được truy su ban quyền một cách đặc biệt để tha tội nhân danh của chúa vậy thì tại sao chúng ta không chạy đến với bí tích hòa giải nơi các tòa cáo giải qua các thừa tác viên của chúa là các linh mục các giám mục để chúng ta được đón nhận cái hồng ân hết sức cao cả này của Chúa Thánh Thần dành cho cuộc đời của chúng ta. Điểm thứ hai để chúng ta có thể đón nhận được Chúa Thánh Thần vào trong cuộc sống của chúng ta. Ngoài việc chúng ta ăn năn thống hối và đón nhận bí tích hòa giải, đón nhận thần Thánh Thần của Chúa. Chúng ta cần phải biết khiêm tốn, nài xin và tín thác vào lời hứa của Chúa cũng như lòng từ bi quảng đại của Thiên Chúa. Trước khi Chúa chịu chết trong trình thuật chia tay của Chúa đối các môn đệ, rất nhiều lần Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Thầy đi để dọn chỗ của cho các con. Thầy đi thì tốt hơn cho các con, bởi vì thầy đi thì thầy sẽ ban thánh thần của thầy đến với các con. Vâng, cho anh chị em, Chúa Giêsu đã hứa với mỗi người chúng ta rằng Ngài sẽ ban thánh thần của Ngài xuống trên chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy cầu xin Chúa thánh thần trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn biết cầu xin Chúa thánh thần. Chúa muốn mỗi người chúng ta không chỉ là những cái reservoir là những cái hồ chứa nước mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên những thác nước Hãy trở nên những dòng sông, hãy trở nên những nguồn suối về ân sủng của Chúa Thánh Thần. Khi chúng ta làm những cái hồ chứa nước thì chúng ta cảm thấy tự mãn, chúng ta cảm thấy tự hào rằng thì là chúng ta đã đủ rồi. Nhưng khi chúng ta trở thành những cái dòng thác, những cái nguồn suối, những cái dòng sông để nhắc nhở cho mỗi người chúng ta rằng tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì chúng ta làm đều là những ơn mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và những ơn đó Chúa ban cho chúng ta một cách như không thì chúng ta cũng được mời gọi để trao ban cho tất cả những anh chị em khác một cách như không như vậy. Nói tóm lại, qua bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trước hết đó là chúng ta nhận được giá trị cũng như tầm quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống của các môn đệ của Chúa cũng như trong đời sống của các Kitô tô hữu. Và xin Chúa qua Thánh Thần của Chúa nhắc nhở cho chúng ta về những ơn mà chúng ta đã được lãnh nhận qua Chúa Thánh Thần và giúp cho chúng ta phân biệt được đâu là những cái hoa trái của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta và giúp cho chúng ta tiếp tục đào sâu và phát triển những cái hoa trái Chúa thánh thần trong đời sống của chúng ta. Không chỉ là những cái hoa trái bình an hoan lạc, nhưng mà chúng ta cũng được mời gọi trở thành những người thầy dạy, trở thành những người ra đi loan báo tin mừng của Chúa bằng ngay chính đời sống của chúng ta. Bằng ngay chính những cái việc làm hết sức đơn sơ nhỏ bé của chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta không nếu chúng ta không có thể nào trở thành những cái ngọn lửa lớn cho những người khác thì chúng Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở thành những ngọn nến để dẫn đưa những người khác về với Chúa để cho những người khác nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết mở lòng ra để đón nhận chúa thánh thần một cách thường xuyên trong đời sống của chúng ta chúng ta đừng để chúa thánh thần ngủ quên trong tâm hồn mỗi người chúng ta mà mỗi ngày chúng ta biết dành ít phút ra để mà cầu nguyện với chúa thánh thần mỗi khi chúng ta mở kinh thánh ra là lúc chúa thánh thần nói với mỗi người chúng ta chúng ta càng mở kinh thánh nhiều thì chúa thánh thần càng nói nhiều với chúng ta và khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban thần khí của Ngài xuống trên chúng ta để giúp cho chúng ta biết cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống của Ngài trên chúng con. Xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con đừng rơi vào sự đơn đạc, nghèo nàn và những lối mòn quen thuộc. Nhưng xin Chúa canh tân và tái tạo đời sống của chúng con mỗi ngày. Lạy Chúa, xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra những chiều sâu khôn dò của Chúa Giêsu và những ý nghĩa thâm sâu của tin mừng Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, là đấng ban sự sống là đấng thánh hóa là đấng biến đổi thế giới ngày hôm nay đang bị đe dọa bởi bạo lực bởi chiến tranh bởi khủng bố mạng sống của con người đang bị coi rẻ xin cho chúng con biết say mê sự sống và biết gieo vãi sự sống của chúa ở khắp nơi và với mỗi người chúng con gặp gỡ Ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ hiền xuống mới để con người có thể hiểu nhau hơn và biết đón nhận nhau trong tình yêu thương mà Chúa đã ban cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa. Tất cả những anh chị em đang đau yếu, bệnh tật, đặc biệt tất cả những anh chị em đang bị nhiễm virus corona ở tại Ấn Độ, ở tại Việt Nam, ở tại Hoa Kỳ cũng như rất nhiều nơi trên thế giới. Xin Thánh Linh Chúa ban ơn chữa lành xuống trên tất cả mỗi người chúng con. Lạy Chúa, chúng con cũng xin dâng lên Chúa tất cả những linh hồn của những người đã qua đời. Linh hồn ông Tô mà Kính, linh hồn Du linh hồn Dominico, linh hồn Bernardo, linh hồn Teresa, cũng như tất cả các linh hồn mà chúng con cầu nguyện trong buổi tối ngày hôm nay. Xin lòng thương xót Chúa thanh tẩy tất cả những tội lỗi, những thiếu sót của các linh hồn đó và đưa họ vào hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang cầu nguyện trên đường dây online bên lòng Chúa thương xót cũng như tất cả các anh chị em đang hiệp thông trên các phương tiện truyền thông khác. Xin cho mỗi người chúng con biết mở lòng ra, lòng ra để đón nhận Chúa Thánh Thần vào trong đời sống. Xin Chúa Thánh Thần như một làn gió mát thổi đi tất cả những gì còn đang vướng bận trong tâm hồn của chúng con. Thổi đi những gì ngăn cản chúng con đón nhận Chúa Thánh Thần vào trong đời sống. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là đấng biến đổi. Xin biến đổi những cái khổ đau, những cái khó khăn, những cái bất hòa, ghen ghét trong đời sống của chúng con và ban cho chúng con những hoa trái của bình an, của hoan lạc, của sự can đảm và tình yêu mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em amen chúc anh chị em được bình an ta ơn chúa Bí được trưởng, thay mặt cho cộng đoàn chúng con cảm ơn cha rất nhiều về bài giảng hôm nay bài giảng của cha ngày hôm nay chẳng khác gì một dòng suối một dòng cát ân sủng của thiên chúa tuôn đổ từ nay đến giờ đúng là nhờ ơn của chúa thánh thần mà chúng con cảm nhận được những lời giảng hết sức là sâu sắc về chúa thánh thần nguyện xin chúa thánh thần tiếp tục tuyên đổ những ân đặc biệt lời dòng thác ân sủng của Thiên Chúa tôn đổ chúng thế gian này ngang qua cuộc đời của cha.